Cũng tại phiên giải trình, các đại biểu đã phân tích các nguyên nhân vì sao tỉnh khó tuyển dụng đủ giáo viên trong nhiều năm qua. Một trong các nguyên nhân chính là chế độ đãi ngộ dành cho giáo viên còn thấp, đặc biệt là giáo viên mới ra trường. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhận định, câu chuyện thiếu giáo viên là vấn đề bức xúc nhiều năm qua, cũng là vấn đề được cử tri rất quan tâm. Các địa phương đã báo cáo chế độ đãi ngộ, chính sách thu hút đối với giáo viên còn rất hạn chế, khó giữ chân được giáo viên, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Lương giáo viên mới ra trường chỉ bình quân từ 3 đến 4 triệu đồng một tháng. Mức thu nhập này không đảm bảo đời sống giáo viên. Phát biểu kết luận phiên giải trình, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm tạo nguồn đào tạo giáo viên, có cơ chế chính sách đối với các sinh viên có nguyện vọng theo học các trường sư phạm, tăng cường liên kết với các trường đại học đào tạo giáo viên các cấp học tại tỉnh để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng hàng năm. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần ban hành cơ chế chính sách thu hút hỗ trợ đối với đội ngũ giáo viên.